Leave us alone. Ok. Vậy là mình đã chết tầng. Vãi cả. Mẹ mấy ông nghe được cái tiếng gì không? Có thằng ở đó đang đói. Đây là ở ngay đầu tầng đây, là có con này. Đấy, ông sẽ phải flash để cho nó đứng im. Còn đây là ở trên tầng này, lên phòng tiếp theo, phòng tiếp theo. Chúng ta sẽ phải tìm một chú gấu đáng yêu gọi là Golden Freddy ở trên các tầng này. Phải flash để bắt nó 12 lần để thắng cái game này. Rồi, đã có idol rồi. Ui, mẹ mẹ nó ở trước mặt tôi luôn rồi. Bên trái tôi... Ui, mẹ con gấu ở đâu ra ấy nhỉ? Đây rồi, bên phải đéo thấy đâu rồi. What the fuck? Hận đàn ông. Chuẩn không? Chuẩn vãi. Nó đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Đéo thể nào biết được nó đi lúc nào. Gấu đâu rồi? Đây rồi, một lần. Nó đi mà đéo nghe được tiếng gì luôn. Mày trèo thang à? Hay mày đi đâu? Còn tiếng chân to vãi luôn. Làm ơn là bên này. Tong ha ha. Chết mẹ mày đi. Còn tiếng chạy tới. Làm ơn là bên phải, làm ơn là bên phải. Mẹ cái mày, tôi chọn 50-50 vãi luôn. Tôi đéo biết nó ở đâu ấy. Bên trái đéo có, bên phải có. Em chọn nhầm rồi. Ok, to. Thế lồn nào? Lũ ấy con mẹ vào cửa rồi mà. Hay con xong đứng đây đợi. Mấy thằng này cắn tôi lắm vãi luôn. Nghe anh Huấn bảo gì chưa? Đớp ít tôi nhá. Cột mẹ thằng áo kêu đây. Mấy ông ơi, có tiếng thằng nó chạy lên. Mẹ bác Hồ bảo em chọn cái này là đúng. Đi mẹ đúng thật. Mà từ từ, có một đứa chạy lên mà sao hai thằng vẫn đứng đây? Bên này. Cứ đóng một cái xương trước. Chắc cô mẹ đóng con đàn không biết đâu tự nhiên được sống. Đi con mẹ biến mất rồi. Mấy ông tin không? Sáng mai cái cửa bên phải này nó lỗ chỗ luôn mẹ. Cửa bên phải sáng mai sẽ lõm vãi lồn. Trục vết lõm. Mẹ nó đâm như chưa bao giờ được đâm. Ghê vãi. Mẹ nó đi rồi. Ui, địt con mẹ em chào anh. Ui, anh ơi. Mời vào, ở đây có một cốc nước. Một tối chắc là cái đầu em. Đúng rồi, cái đầu em. Đây rồi, một chú gấu. Bắt được một con gấu rồi anh em ơi. Làm ơn là bên phải. Ok. Ok, nó chạy bên phải. Cái này phải đeo tai nghe không ạ? Ô, từ từ. Mất hàng mấy lần rồi. Nhìn em ơi. Ok, quá đẹp luôn. Nó bên phải, ở đây không sao. Tìm tiếp nào. Gấu đây. Mẹ gấu. Chết mẹ, con này sắp đi đến nơi rồi. Con này sắp lên rồi. Bên trái. Nào. Ngồi im. Mẹ. Gần xong rồi các ông ơi. Gần xong rồi. Mười mấy lần. Ôi, con mẹ nhà mày. Đi. Gấu ơi, anh ở đâu? Hỏng mấy cửa nè bố. Đéo ai đến. Kêu đi. Được rồi. Chân bọn này chạy kiểu mẹ deja vu. Làm ơn là chạy bên đấy. Một là vồ vào mặt, hai là mẹ con. Mẹ làm ơn. Phải sưng con mẹ đầu rồi nhưng mà đéo bao giờ chừa. Bên trái. Nhầm bên phải. Bên trái. Giờ đến bên phải. Nhanh. Ê, có chú gấu ở đây các bạn ơi. Con gấu đầu tiên của tôi. Rồi, nó đi mẹ rồi. Cuộc đời vẫn đéo có gấu. Có mấy thằng lồn chạy. Con mẹ, ầm con mẹ cả nhà lên. Đêm hôm đéo cho hàng xóm ngủ. Tong. Nó chạy bên nào ấy nhỉ? Đây chạy bên này. Mong là thế. Đừng. Kêu đi.
Đứng lại đi anh ơi. Cái địt mẹ mày ông ơi, tôi flash nó đéo đi. Chết con mẹ rồi. Ơi từ từ anh ơi, từ từ anh ơi, từ từ anh ơi, từ từ anh ơi. Căng lắm rồi, anh lên con mẹ trần nhà em rồi. Từ từ anh ơi, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Anh lên tầng là chết con mẹ em luôn đấy. Anh lên tầng thì đéo nói năng gì nữa luôn. Trái. Có đi, thì mẹ phải. Căng thẳng quá anh ơi. Đây rồi, bên trái. Thấy rồi. Đố anh bắt được em. Bên phải. Kêu đi. Ui, ơi, ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, từ 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 từ